Chào quý vị đến với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Billy một lần nữa có chị Sherry và chị Francis đến để chia sẻ cho chúng ta biết về cái chương trình phát thực phẩm miễn phí 12 tuần, thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe được gửi tới tận nhà. Chương trình này như thế nào? Xin mời quý vị cùng Billy chào đón chị Sherry và chị Francis. Nói lại thêm một lần nữa là cái chương trình này là khi nào bắt đầu? Kính thưa quý vị, chương trình này rất là đặc biệt, đã dành chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời giờ để tổ chức vào ngày 30 tây tháng 7. Tại sao 12 tuần? Quý vị có thể nghĩ rằng ô cho 12 tuần là xong rồi, không còn nữa hay sao? Sau 12 tuần, quý vị có thể nộp đơn trở lại và xin thêm lần nữa. Vì đây là một cái chương trình mới nên chúng tôi muốn thử 12 tuần trước. Quý vị cũng biết rằng chương trình EBT Food Stamp cũng đang bị cắt giảm rất là nhiều. Nên chúng tôi mong rằng cái chương trình này giúp đỡ cho quý vị có thêm thực phẩm trong nhà. Và đây là thực phẩm tốt, chứ không phải là những thực phẩm mà chúng tôi gửi từ trong hộp, trong lon. Đây là thực phẩm tươi, có dinh dưỡng tốt. Thì ngày hôm đó chúng tôi mong là quý vị ra đây với chúng tôi. Và trước khi đó quý vị ra, nếu mà được xin ghi danh trước thì chúng tôi sẽ có danh sách tên của quý vị. Chắc chị Sherry cũng chia sẻ cách thức ghi danh như thế nào không? Dạ, thì Sherry Kim muốn cho mọi người biết là bữa, tại vì cái chương trình đó sẽ rất là nhiều người biết tới và sẽ rất là nhiều người sẽ muốn ghi danh để được đồ ăn gửi tới tận tới nhà. Thì cho nên mọi người nhớ ghi danh trước, tại vì chương trình này chỉ nhận được 200 người ở chỗ đó trước. Nhưng mà tuy nếu mà không ai đến được cũng có thể ghi danh qua cái QR code hay là lên cái liên kết thì Billy tí nữa sẽ bỏ lên. Nhưng mà khi mà ai mà tới, thí dụ như tới ngày đó sẽ được giống như tham gia những cái cùng chung với những ban tổ chức, sẽ có nhiều quà giống như gọi là freebies, give out, cũng được đúng rồi, bao đồ ăn mang về, bao đồ ăn tươi, rồi rất là nhiều quà từ những tổ chức tham gia với chúng tôi, cộng thêm nếu mà lên link rồi đó mà đề tên địa chỉ và đủ hết, quý vị có cơ hội thắng hai chiếc xe đạp, có thể là một chiếc thôi nhưng mà chúng tôi tặng tới hai chiếc lận. Thì ai lên trước, nộp đơn trước có thể có cơ hội nhiều hơn. Cộng theo đó chúng tôi đang xin những hội đoàn mà làm việc chúng tôi tặng cho chúng tôi một cái gift basket, là trong một cái basket có rất là nhiều quà, trong đó chúng tôi sẽ bốc thăm. Quý vị nếu đến sẽ được một cái vé xổ số và bốc thăm mang rất là nhiều quà về. Thì chắc nhờ anh Billy có thể đọc giúp dùm là có bao nhiêu tổ chức làm việc chung với tôi. Cái này dựa theo phải nói rằng em biết được trong đó có The Orange County Healthcare Agency nè. Thì như là chị Sherry cũng đó, có chị một cái Sherry dựa. Chia sẻ cái đó đi. Thực ra này là Sherry rất là mừng là rất là nhiều ban tổ chức, nhiều tổ chức sẽ tham gia, như là Okapika nè, rồi hội ung thư Việt Mỹ sẽ tham gia nè, Abazar làm chắc nhiều người cũng sẽ biết về những cái tên này rất là nổi tiếng với cộng đồng, OC Healthcare, thì những cái tổ chức này sẽ tới, sẽ có những nhiều quà cho những người mà những thành viên tới. Và Việt Life cũng có một cái chương trình rất là đặc biệt sẽ giúp cho những người mà thành viên tham gia đến. Rồi sẽ có một cái bịch đồ ăn nhẹ với nước sẽ do em Annie Daisy Hoàng phân phát bữa đó ra. Dạ vâng, kính thưa quý vị nếu mà quý vị không quên, Annie Daisy Hoàng có một lần lên chương trình của chúng ta thì bạn sẽ trao cho các thành viên một cái bao thức ăn nhẹ từ Anne Daisy Hoàng của công ty bất động sản Coldwell Banker Campbell Realtors bảo trợ. Thì và đồng thời nếu mà quý vị nào mà muốn tới ngày hôm đó mà muốn ghi danh thì có cần phải cân nhắc những cái tiêu chuẩn như thế nào hay không, thưa mời chị? Dạ, thì cũng xin nhắc lại là vì cái ngày đó chỉ nhận được 200 người cho nên xin mọi người gọi số phone Sherry hay là chị Francis để giữ chỗ để đến ngày đó. Và khi mà đến đó, khi mà tham gia trước hết là phải là
Cal, Medi-Cal của Cal Optima, và thứ hai phải có một trong những cân căn bệnh như là giống như cao mỡ, cao máu, hay là thật ra những rỗng cái căn xương, rỗng bất xương, cứ bất cứ bệnh gì đa số đều được qualify, đó là rồi phải là gọi là Orange County, ở quận Cam. Đúng rồi, ở quận Cam. Kính thưa quý vị nếu mà bữa đó không có thể tới được, quý vị vẫn ghi danh được ở trên cái link của chúng tôi và trên cái QR code. Thì khi quý vị ghi danh là quý vị có cơ hội trúng thưởng hai chiếc xe đạp. Còn bữa đó mà quý vị tới thì quý vị có cơ hội nhận được nhiều quà hơn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho quý vị có thêm thực phẩm tại nhà. Đây là một cái chương trình rất là mới. Chúng tôi mong rằng sau cái chương trình này chúng tôi sẽ xin thêm thực phẩm nữa để tổ chức một cái chương trình thứ hai. Nhưng mà chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ ra cho chương trình thứ nhất vào ngày 30 tây tháng 7 tại 8200 Westminster Boulevard. Thì kính mong quý vị khi nghe được tin này hãy lên cái QR code và ghi danh liền. Thực ra ghi danh liền sớm thì sẽ được đồ ăn sớm thôi, đúng không? Okay. Nếu mà mọi người lên bây giờ, thí dụ như hôm nay lên ghi danh liền, lên cái liên kết hay là cái QR code thì sẽ được qualify là đồ ăn gửi càng sớm cho càng mọi sớm người thôi. Và thì có đó, cơ hội chúng xe đạp, yes, cộng thêm nếu mà chúng tôi có những cái chương trình mà sắp được mở ra, chương trình chăm sóc, chương trình housing hoặc bất cứ chương trình gì, chúng tôi sẽ gửi cái thông tin đến cho quý vị. Tại vì không hẳn chỉ là đồ ăn, nhưng mà đồ ăn là cái bước đầu trong chương trình này. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rằng một trong những tiêu chuẩn điều kiện để tham gia cho chương trình 12 tuần thực phẩm miễn phí này là first, quý vị phải là cư dân của quận Cam. Thứ nhì, quý vị phải là thành viên của Medi-Cal và Cal Optima. Thứ ba là quý vị có những cái triệu chứng về sức khỏe, thí dụ như cao mỡ, cao máu, tiểu đường, thấp khớp, rỗng xương, thai sản, tim mạch, bệnh gan, thận, ung thư, tai biến, nặng cân số, số BMI đó cao, trầm cảm, tự kỷ và các bệnh về hành vi hoặc tâm thần. Đó là những cái thí dụ sơ sơ để mà là có một cái điều kiện để tham gia vào chương trình này. Một lần nữa, nếu mà quý vị có muốn biết thêm chi tiết thì xin quý vị liên lạc cho chị Sherry ở số điện thoại là 510-600-9886 hoặc cho chị Francis Nguyễn Thế Thủy ở số điện thoại là 714-855-7324, 714-855-7324. Các hai chị có những lời gì để chia sẻ đến quý vị khán thính giả trước khi chúng ta say goodbye? Kính thưa quý vị khi nghe được tin này, Francis Nguyễn Thế Thủy biết rất có nhiều muốn ghi danh mà đôi lúc họ không có quen với iPhone, không có quen với computer và không có quen với nhiều hình thức kỹ thuật khác. Thì quý vị hãy giúp đỡ cho những người đó, nếu quý vị biết cách ghi danh, hãy giúp họ ghi danh. Vì đây là một cơ hội rất là tốt để giúp cho những người trong cộng đồng của chúng ta. Mong rằng trong tương lai chúng tôi có thể tới đây tại Chùa Điều Ngự để mà giúp cho quý vị ghi danh tại chỗ. Nhưng mà chúng tôi hiện bây giờ vẫn là ưu tiên cho ngày 30 tháng 7. Kính xin quý vị hãy ghi danh sớm và hẹn gặp lại quý vị ngày 30 tháng 7. Phần Sherry là Sherry Kim thì chỉ chương trình này thật ra tất cả dân cư ở quận Cam đều được, nhưng mà Sherry với lại chị Francis rất là mong cái chương trình này được cho đến cho những người Việt Nam của chúng ta trước hết, tại vì có lẽ tin tức không có nhiều, giống như là mình không có, những người Việt ở đây không có nhiều có tin tức như vậy, cho nên đó là mục tiêu. Chị Francis và Sherry rất là tin tưởng, là mong rằng mang cái tin tức này tới cho người Việt chúng ta để nhận những cái phần đồ ăn như vậy rất là tốt cho sức khỏe mà đã gửi, mà nhận tới tại nhà luôn, cho nên mong mọi người hãy ghi danh càng sớm càng tốt nha. Dạ vâng, thưa chị, là chị có nói là cái flyer bắt đầu nói là 1 giờ tới 4 giờ thì mình có nên đi sớm hay không? Thì thật ra khi mà đến á, mọi người sẽ có một cái wristband với lại sẽ pass out raffle với lại cái số. Nếu mà càng đến sớm tại cái giờ 1 giờ sẽ có một cái người nói về cái những cái câu hỏi thì dễ ghi danh giờ và bắt đầu chương trình. Thì khi mà đến càng sớm thì mình sẽ đứng ghi danh càng sớm hơn thì sẽ nhanh hơn vậy đó. Rồi có cơ hội được tham gia giống như đi vòng vòng những cái chỗ mà ban những tổ chức để lấy được quà, đúng không? Cho nên có nghĩa là ngày hôm đó ngoài cái chương trình phát thực phẩm ghi danh cho để nhận thực phẩm thì có những cái hội đoàn khác
chia sẻ những cái thông tin của cái hội đoàn đó nữa phải không ạ? Mà trước hết là phải ghi danh trước thì sau đó mới đi tới những cái hội đoàn để lấy thêm những cái thông tin khác và lấy thêm những cái quà cáp khác từ những cái hội đoàn đó. Chúng tôi đã yêu cầu họ hay mang rất nhiều quà đến cho quý vị anh chị, nhưng mà chương trình này là của chúng tôi đứng ra tổ chức, phụ thêm với lại tổ chức Kawasus đã sẽ mang đồ ăn đến. Chị quý vị hãy hưởng ứng và giúp đỡ lẫn nhau và giúp cho những ai không biết về chương trình này xin phổ biến dùng. Cho nên rất là quan trọng nha, bữa đó chỉ đủ 200 người cho nên xin mọi người hãy nhớ gọi Sherry hay là chị Francis để lấy chỗ trước, rất là quan trọng. Còn nếu mà không tới được thì cứ lên link vào cái liên kết hay cái QR code để ghi danh trước và sẽ được qualify đến đồ ăn gửi tới tận nhà. Ghi danh sớm thì được đồ ăn sớm. Vâng, cảm ơn chị Sherry và cảm ơn chị Francis Nguyễn Thị Thủy đến chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là chương trình cho thực phẩm miễn phí 12 tuần, những cái thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe được gửi tận nhà. Một lần nữa, nếu mà quý vị có những câu hỏi gì, quý vị cũng có thể liên lạc với Billy ở số điện thoại là 714-643-6123, hoặc quý vị có thể ghi email cho Billy những cái đề nghị, những câu hỏi, những cái chương trình trong tương lai ở billyvu.le@gmail.com. Đến đây chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đời Sống Quanta Life Around Us with Billy Lê, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin chào.